Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn nhá. Biết sao mấy ngày nay, mấy bữa mình bị gãy tay á. Đến bây giờ mà giờ làm video lại lúc mà đọc á, thấy nó ngượng ngượng sao á. Chắc là lâu ngày không làm nên bây giờ nó mồm miệng nó cứ quíu quíu lại hết anh chị. Vâng, hôm nay em xin phép gửi đến tất cả quý anh chị và bạn một cái lô đất giá rẻ nhá. Đất rẫy giá rẻ. Nói chung là đất chất đất thì đất ở Ba Giang, tổng diện tích là 5,1 hecta anh chị. Nhưng mà cái lô đất này em thông báo anh chị luôn là nó có một cái điểm yếu, đó là gần ở đối diện á, nó có một cái nghĩa trang. Đó, nghĩa trang công giáo nhá. Cái điểm yếu là điểm này thôi. Còn tất cả mọi cái, ví dụ như là lô đất này khá gần quốc lộ 28 nè, hướng Đắc Ha anh chị. Rồi thế đất là đất đỏ Ba Gian, thế đất bằng thoại, ô tô vào tận nơi, hồ nước là không bao giờ cạn, giếng khoan có cái giếng đào cũng mười mấy mét mà nước không bao giờ cạn luôn. Đó. Rồi giá này rất rẻ. Lô này thì tầm 2,1 tỷ thôi anh chị, 5,1 hecta, giá 2,1 tỷ. Có tầm 60 mét mặt tiền bê tông hoặc hơn á, em nghĩ là hơn á. Đó, nhưng mà nói chung là gần tầm 60 mét mặt tiền bê tông đi. Nguồn thu khá yếu. Đó, nhưng mà anh chị cho em xin phép được quảng cáo tí nhá, là em có làm hai cái, một cái là danh sách phát nên anh chị nè, anh chị cần sản phẩm nào anh chị vào mỗi danh sách phát đó là em sẽ để lại hết tất cả sản phẩm trên đó rồi. Anh chị cần vào đúng cái nhu cầu của mình là tìm được thôi. Đó, cái thứ nhất. Đó, còn cái thứ hai nữa đây là chi tiết video. Em sẽ làm tất cả những cái trong cái phần mà mô tả của video anh chị. Anh chị cứ mở lên, mở ra xong rồi anh chị nhấn vào, ví dụ chị muốn coi đoạn nào thì anh chị nhấn vào cái đoạn đó. Giống kiểu là cái phụ lục của một quyển sách đó anh chị. Đó, rồi thì hôm nay em xin phép gửi đến tất cả quý anh chị một bạn một lô đất 5 hectare. Nói chung á, cái thế đất của nó ở phần đầu từ ngoài cái đường bê tông đi xuống nó hơi dốc một tí xíu thôi, còn từ đó trở xuống ra sau đến cái hồ luôn, cuối đất mình luôn là đều bằng thoải hết nha anh chị nhá. Thế đất này rất dễ cải tạo, trồng gì cũng được. Mà suối thì từ cái khe nói chung ra ngoài sau luôn. Rồi còn đây là cái sổ của nó nha anh chị nhá. Lô đất này thì nó có hai sổ. Đây, cái sổ thứ nhất đây, có đường thiện trên đất nha. Tổng diện tích là 28.800 m². Đây, còn sổ thứ hai đây là 15.780, tổng là 5 hectare đó anh chị. Phạm ta 3 4 Ồ, cái này thì hình như được 4 hectare à. Nhưng mà tổng diện tích là 5 hectare anh chị. Đó, rồi còn về cái phần quy hoạch đây, em có vẽ về cái phần quy hoạch của nó đây. Đó, cái phần màu đỏ đỏ đó. Còn đối diện đó là cái nghĩa trang là cái màu đen đen đó anh chị. Có đường xá thể hiện trên sổ hết nhá. Rồi, đây là cái phần mà từ cái lô đất từ trung tâm Gia Nghĩa đến cái vị trí lô đất á, nó tầm là 18 km anh chị. Nhưng mà cái này thì nó gần cái ủy ban xã Đắc Ha hơn, nhưng mà em vẫn làm từ trung tâm Gia Nghĩa về cho anh chị nhìn thấy. Còn cái lô đất này thì nó gần ủy ban xã Đắc Ha hơn, 18,6 km. Rồi em mời anh chị coi về cái video phía bên dưới nhá. Đây, video phía bên dưới này, cái đường bê tông đó, xung quanh là toàn là đồi núi, nhưng mà cái lô đất mình thì nó lại bằng thoải. Đó, đường bê tông lớn nhá, ô tô vào tận nơi. Còn cái nghĩa trang là nằm chỗ đó, phần đó. Nói chung là ở phía đối diện mình, nhưng mà phía sau, chất phía sau. Còn đất mình là từ bên này đi xuống, hàng rào, từ hàng rào đó kéo xuống. Rồi bây giờ thì em sẽ dẫn chị đi vào trong đất nhá. Đây, cái phần ban đầu thì nó hơi dốc thôi, mà mình cải tạo được, nói chung là nhiều thế để cải tạo lắm chị. Nên chị cứ yên tâm, cái phần này nó cũng không dốc lắm đâu. Đó, ra sau thì có cái hàng mít khá đẹp á, hàng mít này trồng từ đầu đến cuối luôn, đến cái hồ luôn anh chị. Cây cối thì gồm có cà phê, tiêu và điều. Mà cà phê đây thì em nói nguồn thu đây yếu lắm chị, nguồn thu đây không có đâu, cà phê đây sâu òm mà. Mà được cái đất thì giá rẻ, có 2,1 tỷ mà 5 hectare. Có mấy cây sầu riêng lớn nha anh chị nha. Cây bên trái thì có xoài, rồi mãng cầu. Nói chung là mấy cây, một vài cây thôi. Xoài chịu trái luôn á. Có cái nhà gỗ nhà nhỏ. Đây, cái giếng này là cái giếng đào anh chị. Mười mấy mét mà nước không bao giờ cạn luôn. Đất mình thì giáp với cái cao su đó. Rồi, em sẽ đi dọc cái hàng mít đi, để anh chị tham khảo. Cái này nó dài đến 500 mét lận chị, nên nếu mà đi đến cuối đất luôn á thì nó xa quá, nên em không có quay được cho anh chị cái hồ á. Đó, thế đất nó thoải thoải như vậy thôi. Ở phía bên này, nếu như mà anh chị lấy muốn làm thế đất thoải thì mình cứ cào đất từ bên tay phải này, đó, cào xuống dưới phía bên tay trái là thành hồi là thế đất nó thành đất thoải thôi. Rồi tiếp theo là em sẽ đưa anh chị đi từ trong đất đi ra ngoài quốc lộ 28 anh chị, để anh chị cảm nhận được là cái đường nó đường xá như thế nào nè, gần hay xa. Em sẽ quay nhanh nhá. Chung là cái đường bê tông này thông luôn anh chị, từ ngoài thông hết ra sau luôn á, chứ không phải đường cụt nha anh chị nhá.
chung là nhà dân cũng có chứ không phải không đâu. Đó, nhà dân khá đông nha anh chị nhá. Rồi ra đây là đến quốc lộ 28 rồi. Rồi mời anh chị coi về tham khảo về cái video flycam nhá. Em sẽ định vị cái lô đất cho anh chị. Anh chị quan tâm đến sản phẩm, anh chị vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại là 0822 06 1234 nhá. Với lại là anh chị cho em xin vui lòng cho em xin một like một follow kênh nó ngày càng phát triển á. Lại sau này em ra video mới thì anh chị là được nhận ngay lập tức. Em chỉ cần post lên thôi là anh chị sẽ nhận được thông báo ngay. Coi cho nó vui anh chị. Tham khảo cái tình hình đất cát bất động sản của Việt Nam mình như nào, hoặc là thị trường tại tỉnh Đắk Nông như nào. Đó, rồi mời anh chị tham khảo video flycam nhé. Rồi em cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn nhiều.